Như vậy thì đối với những bài tập trước đó, chúng ta điều khiển các cái ngõ vào của PLC là tiếp điểm thường mở thường đóng để chúng ta điều khiển mở và dừng động cơ. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu qua lệnh set reset và lệnh này nó có chức năng gì và nguyên lý hoạt động của nó như thế nào thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây ha. Và bây giờ chúng ta sẽ làm một cái bài tập nhỏ, ví dụ như đây. Ví dụ chúng ta sử dụng một cái tiếp điểm ngõ vào là ví dụ như Y0.0 của PLC đó. Rồi chúng ta sẽ điều khiển một cái cuộn coil ví dụ như là Q0.0. Rồi như vậy thì các bạn thấy rằng á, đối với bài tập trước đó chúng ta sử dụng cái lệnh Y0.0 này, nếu như chúng ta nhấn từ ở bên ngoài phần cứng ở chân Y0.0 thì sẽ làm cho tiếp điểm này đóng lại và đưa nguồn điện đến cái cuộn dây của ngõ ra PLC và cuộn coil này có điện. Tuy nhiên á, khi chúng ta buông cái nút tay, buông cái nút nhấn ra, ví dụ như nút nhấn của chúng ta là nút nhấn nhả, khi chúng ta buông ra đó thì sẽ làm cho cuộn coil này mất điện. Như vậy thì đối với cái lệnh này thì chúng ta cần có một cái tiếp điểm duy trì mắc song song với cái nút nhấn của chúng ta, đúng không? Ví dụ chúng ta dùng cái Q0 này để chúng ta đấu song song làm mạch duy trì. Tuy nhiên hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái lệnh set và reset, và lệnh này nguyên lý hoạt động của nó cũng có chức năng nó có chức năng tương tự như là gì, như là cái cuộn coil bình thường. Tuy nhiên nó sẽ có một cái ưu điểm sau đây, và cái lệnh set reset này khi chúng ta thực hiện á, chúng ta sẽ gõ, chúng ta chọn cái khối các bạn ha, chọn cái khối thì trong khối này á chúng ta có thêm cái chữ set. Rồi như vậy thì cái đây cái cuộn coil này á, nếu như chúng ta dùng dùng cái set này thì chúng ta sẽ sử dụng các cái cuộn coil của PLC. Cuộn coil này nó có thể là vùng nhớ Q, ví dụ như là các cái ngõ ra của PLC, hoặc chúng ta có thể dùng các cái vùng nhớ M đó, ví dụ như vậy ha. Như vậy thì khi chúng ta thực hiện nhấn Y0.0 làm cho cái cuộn coil có điện, và khi chúng ta sử dụng cái lệnh set này thì khi chúng ta buông cái tay ra thì cái cuộn coil này vẫn có điện ha. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái biểu đồ hoạt động của cái Q này như sau ha. Chúng ta sẽ có một cái biểu đồ theo thời gian, thì chúng ta sẽ có một cái nút nhấn Y0.0 ha, ví dụ như vậy. Rồi chúng ta sẽ có một cái Q0.0, giả sử như ở đây là 0, ở đây là 1, ở đây là 0, ở đây là 1 ha. Rồi tôi sẽ vẽ cái đường tín hiệu. Tôi sẽ vẽ được tín hiệu màu khác đi. Màu xanh ha. Màu xanh. Rồi, ở đây là 0 các bạn ha, 0. Rồi ở đây là 1 ha. Ở đây cũng tương tự là 0. Như vậy các bạn thấy nè, trong trường hợp này á, nếu như á tôi chưa nhấn Y0.0. Chưa nhấn Y0.0, ha. Thì ngõ ra của Q á cũng bằng 0, cũng bằng 0. Rồi, nếu như tôi nhấn Y0.0, tôi nhấn lên, nhấn vô ha, làm tiếp điểm này lên mức cao, ha. Rồi, mức cao. Và tôi giữ, thì khi tôi nhấn vô một cái thì ngõ ra của Q0.0 sẽ lên mức cao luôn. Và tôi giữ cái nút nhấn Q0.0 này tới đâu ha, tới đâu mà tôi buông ra ha, ví dụ tôi buông ra ha, thì cái Q này các bạn ha, Q này nó sẽ giữ luôn. Các bạn thấy nè, khi tôi buông nút nhấn ra thì Q này nó vẫn giữ mức 1. Q này nó vẫn giữ mức 1 ha. Như vậy thì bây giờ á, như vậy á, chúng ta không thể nào làm cho cái cuộn coil của cái lệnh set này á xuống mức 1 bằng cách chúng ta gián đoạn cái mạch điện này được. Và chúng ta gián đoạn mạch điện này ở đây, đối với cái bài tập trước thì được, nhưng gián đoạn mạch điện ở đây đối với lệnh set không có tác dụng gì cả. Như vậy thì bây giờ á, chúng ta phải sử dụng thêm một cái tiếp điểm hay là một cái cuộn coil có lệnh là reset ha, cuộn coil reset reset đó. Giả sử như các bạn set cái cuộn coil Q0.0 lên mức 1 thì chúng ta muốn cuộn coil này quay về không lại á, thì chúng ta phải thực hiện đưa tín hiệu reset vào cuộn coil này thì sẽ làm mạch này mất điện ha. Thì ví dụ như tôi muốn cho cái Q này về không thì tôi chỉ có một cách duy nhất, đó là chúng ta
tác động một cái đầu vào. Ví dụ như tôi dùng Y0.1 và tôi dùng lệnh reset và reset cái cuộn coi chính cuộn coi này ha, Y0.0. Thì giả sử khi tôi muốn cho cuộn coi này nè, về không nè ha, thì tôi sẽ có một cái tín hiệu Y0.1 ha, giả sử như vậy ha. Rồi lúc này tôi nhấn Y0.1, tôi nhấn lên mức 1 vào cho POC ha, một là vào cho POC, thì ngay lập tức cái cuộn coi của Y0.0 này sẽ về không đó. Rồi và tôi giữ bao lâu nó mặc kệ ha, và nó sẽ lấy tín hiệu này một lần duy nhất khi tác động vào, và nó sẽ đưa cái cuộn coi này về không đó. Như vậy thì cái lệnh set và reset này nó hoạt động đơn giản như vậy thôi các bạn đó. Rồi như vậy thì chúng ta sẽ đi tiến hành, chúng ta làm một bài tập và bài tập này chúng ta sẽ thực hiện điều khiển ba động cơ hoạt động tuần tự và tắt tuần tự, ví dụ như vậy ha, hoạt động tuần tự và tắt tuần tự. Rồi và chúng ta sẽ sử dụng lệnh set và reset.